sau khi tiết lộ Dai Hachu Ayla hoàn toàn mới vào tháng 2, Astra Dai Motor đã chính thức ra mắt mẫu xe này trong tuần lễ ô tô ga Indonesia Indo -Ga năm nay tại Indonesia. Dai Hachu Ayla thực chất chính là mẫu hát bách hạng A được phát triển dựa trên Toyota Wigo và được coi là đối thủ nặng ký có thể thách thức Hyundai Grand Y không cùng Kia Morning. Dai Hachu Ayla có sẵn 5 biến thể, bắt đầu với phiên bản cơ sở MMT có giá tương đương khoảng 207 triệu. Tiếp theo là bản XMT với giá khoảng 227 triệu, CVTX với giá khoảng 257 triệu, GMT với giá khoảng 253 triệu và giờ CVT ở mức giá khoảng 284 triệu. ADM cũng cung cấp gói Astra Daihatsu Styling có giá khoảng 9 triệu cho tất cả các biến thể, ngoại trừ bản MMT. Ở dạng tiêu chuẩn, mẫu xe đối thủ của Hyundai Grand i10 có lưới tản nhiệt có thiết kế tương tự như trên Asia, nhưng cản trước hơi khác một chút khi đi kèm với các cửa hút gió giả nằm dọc ở các góc. Với gói AS, lưới tản nhiệt của Daihatsu Ayla được sửa đổi để có bảng kết cấu, và một tấm cản thể thao hơn, tấm cản sau thể hiện hình chữ T kết hợp đèn chạy LED. Tấm chắn phía dưới cũng có một líp màu đen đi kèm với dây can AS. Các hạng mục khác đi kèm với gói AS là các sọc dán và trang trí đèn hậu phía sau. Về hệ truyền động, các biến thể Daihatsu Ayla M và X đi kèm với động cơ xăng 3 xi lanh hút khí tự nhiên dung tích 1 lít, đạt công suất 67 mã lực và mô men xoắn 89 Newton dẫn động cầu trước thông qua hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số CVT. Trong khi đó, bản giờ có động cơ xăng 3 xi lanh hút khí tự nhiên dung tích 1.2 lít, cũng như đu ở VVTi. Động cơ này thay thế động cơ trước đó và cho công suất 88 mã lực với mô men xoắn 113 Newton Các tùy chọn hộp số giống hệt với động cơ dung tích nhỏ hơn. Về trang bị, Đài Hà chữ ấy là MMT có bánh xe thép 13 in ghế bọc vải, chốt mở cửa sau và hai túi khí phía trước. Bước lên phiên bản X, danh sách bộ phụ kiện được mở rộng bao gồm bánh xe hợp kim 14 in được hoàn thiện bằng kim loại, với lốp 175 trên 65, gương chiếu hậu chỉnh điện, gạt nước phía sau, màn hình hiển thị đa thông tin, hộp để cốc phía sau, một bộ đầu dinh đôi với 4 loa và một hệ thống báo động. Hệ thống kiểm soát ổn định xe VSC, ABS, EBD và hỗ trợ khởi hành ngang dốc cũng được trang bị nhưng chỉ dành cho biến thể XCVT. Ở bản giờ, đèn pha LED, cánh gió sau và đèn phanh trên cao là trang bị được bổ sung, đi kèm với khởi động động cơ và ra vào không cần chìa khóa, bảng điều khiển kỹ thuật số cho hệ thống điều hòa không khí thủ công, điều chỉnh độ nghiêng của tay lái và màn hình cảm ứng 7 in trên đầu. Về mặt an toàn, ABS và EBD là tiêu chuẩn cho bản giờ của mẫu xe cùng phân khúc với Hyundai Grand i10, nhưng VSC và HES vẫn chỉ có trên biến thể CVT. So với Asia, đài hà không có những thứ như chức năng bộ nhớ cho hệ thống điều hòa không khí, cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng 9 in. Đài hà cũng không có 6 túi khí, phanh khẩn cấp tự động, giám sát điểm mù, cảnh báo và ngăn ngừa chạch làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Một điều mà Ayla có được trong khi Asia không có đó là, tùy chọn chọn động cơ 1.2. Ayla cũng có nhiều màu hơn với 8 màu sắc tùy chọn so với năm của Asia. Rõ ràng, với mức giá hấp dẫn cùng nhiều trang bị hấp dẫn, Daihatsu A là mẫu xe anh em của Toyota Wigo xứng đáng, là đối thủ nặng ký có khả năng đe dọa vị thế của Hyundai Grand i10.